Xem ngày tốt xấu khi bước sang tháng 1 âm lịch đầu năm 2024. Chọn ngày đẹp tiến hành đại sự. Bạn có thể chọn được ngày phù hợp với công việc của mình từ cưới hỏi, khai trương, mua nhà, mua xe. Từ đó bạn có thể yên tâm hơn khi tiến hành những công việc, đồng thời mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ hơn tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được gọi là tháng Giêng. Tháng này khá thích hợp với những công việc trọng đại như mua bản, xây dựng nhà cửa, cưới gã. Tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn này chỉ có 5 ngày tốt, 11 ngày xấu, còn lại là những ngày bình thường. Vì vậy, trước khi mưu cầu đại sự nên cân nhắc kỹ càng để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. 1 ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngày Can Chi là ngày Đinh Mùi, tháng Bính Dân, năm Chấp thình. Yếu tố Quan Đạo, Hắc Đạo là ngày Quan Đạo. Tuổi hợp, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Tuổi khắc là tuổi kỷ sửu và tân sửu. Giờ tốt giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ kim quỷ, giờ quỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ bảo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thanh long, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ minh đường. 2 ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngày Can Chi là ngày Mậu Thân tháng Bình Dân năm Giáp Thân. Yếu tố quan đạo Hắc đạo là ngày Hắc đạo. Tuổi hợp là tuổi Tỵ, tuổi Tỵ tuổi Thân. Tuổi khắc là tuổi Canh Dân, Giáp Dân. Giờ tốt giờ nhâm tỷ từ 23 giờ đến 1 giờ thanh long, giờ quỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ minh đường, giờ bỉnh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ kim quỷ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ bạo quang. Giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Ngọc Đường. Và giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Tư Mạnh. 3 ngày 20 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 11 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngày Can Chi là ngày giáp dân tháng Bính Dân năm Giáp Thân. Yếu tố quan đào, hắc đào là ngày quan đào. Tuổi hợp, tuổi tuất, tuổi ngọ và tuổi hợi. Tuổi khác là tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ và canh tỷ. Giờ tốt Giờ giáp tỷ từ 23 giờ đến 1 giờ thanh long. Giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ minh đường. Giờ mậu thân từ 7 giờ đến 9 giờ kim quỷ. Giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ bảo quan. Giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ ngọc đường. Và giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ tự mệnh. 4 ngày 24 tháng 2 năm 2024 tức ngày rằm 15 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngày Can Chi là ngày Mậu Ngọ tháng Bính Dân năm Giáp Thìn. Yếu tố quan đạo hắc đạo là ngày hắc đạo. Tuổi hợp là tuổi dân, tuổi tuất và tuổi môi. Tuổi khắc là tuổi giáp tỷ và bệnh tỷ. Giờ tốt giờ nhâm tỷ từ 23 giờ đến 1 giờ kim quỷ. Giờ quỷ sổ từ 1 giờ đến 3 giờ bảo quang. Giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ ngọc đường. Giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ tư mạnh Giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thanh long. Và giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ minh đường. Năm ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức ngày 17 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngày Can Tri là ngày canh thân thản bỉnh dân năm giáp, thân. Yếu tố quan đạo, hắc đạo là ngày hắc đạo. Tuổi hợp là tuổi tỷ, tuổi thân và tuổi tỵ. Tuổi khác là tuổi nhâm dân, mậu dân, giáp tỷ và giáp ngọ. Giờ tốt Giờ bệnh tỷ từ 23 giờ đến 1 giờ thanh long. Giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ minh đường. Giờ canh thân từ 7 giờ đến 9 giờ kim quỷ. Giờ tân tị từ 9 giờ đến 11 giờ bảo quang. Giờ quỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ ngọc đường. Và giờ bệnh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ từ mệnh.